Cho chị em xem mẫu môi của chị khách nhà em trước khi làm ha. Đây mọi người có thể thấy là màu môi sẽ hơi thâm tái và phần môi trên thì bị lệch nhẹ ở phía trên đây ạ. Nhưng mà chỉ sau 60 phút thôi thì master nhà em đã căn chỉnh form dáng cân đối rất là hoàn hảo này. Kết hợp với kỹ thuật đi máy tỉ mỉ nữa thì giúp đôi môi nhìn đầy đặn hơn mà vẫn rất là tự nhiên và trẻ trung đúng không ạ? Không cần phải tiêm filler nha, mình chỉ cần phun môi bên em thôi là dáng môi đã được cân chỉnh đều lại ngay như vậy này. Đây sẽ là một gợi ý cho những chị nào mà môi mình đang hơi bị lệch nhẹ nhưng mà mình không muốn can thiệp filler thì có thể tham khảo công nghệ phun môi của nhà Linh Anh ha. Rồi chị ơi, chị cho em hỏi chút là mình có hài lòng với kết quả này không ạ? Chị thấy hài lòng. À, dạ vâng. Thế thì chị cho em biết là sau khi mà chị làm xong thì chị thấy điểm nào là điểm khác biệt nhất ở môi của mình? Chị thấy dáng môi của chị đều hơn, màu nó cũng tươi hơn nữa, làm da chị thấy sáng hơn á. Lúc trước thì môi trên của chị cũng có hơi bị lệch, chị cũng có ý định đi tiêm filler nhưng mà chị sợ đau. Cho nên là chị qua bên em phun thì chị thấy nó dáng nó cân hơn, với lại là không có bị đau á. Vậy thì coi như quyết định phun môi ngày hôm nay là điều đúng đắn chị ha. Đúng rồi. Cho em hỏi chút là hôm nay mình ở đâu qua đây ha? Chị ở Bình Tân qua. Ở Bình Tân qua à? Bình Tân qua thì cũng xa đấy. Gần nhà mình có thẩm mỹ viện nào không ạ? Ở bên chị cũng có vài thẩm mỹ viện nhưng mà chị được giới thiệu cho nên chị qua bên này. À, cảm ơn chị nhiều ha. Rồi, bây giờ mình có môi xinh như vậy rồi này thì mặt mộc hay là make up thấy góc nào cũng xinh hết rồi. Bây giờ thì chị cho phép em là cho máy lại cận một chút để xem chất mực trong trẻo trên môi của mình ha. Ok. Rồi, giờ chị em nào mà ưng mẫu môi này và ưng luôn cả dáng môi này của nhà Linh Anh thì inbox ngay cho bên em nhé để được nhận tư vấn và nhận ưu đãi lên đến 65% ạ.